Thì một lần nữa cô cũng chào mừng sự trở lại trường của tất cả các em học sinh, cũng như là chúng ta cố gắng cùng nhau vượt qua những thời gian khó khăn này. Bây giờ xin mời cô hết sẽ tham gia thực hành những bài mọi người. Đây là ngày 4 tháng 5, tức là ngày đầu tiên học sinh lớp 9 và lớp 12 của thành phố Hồ Chí Minh được đi học lại sau cái kỳ nghỉ có thể nói là dài nhất lịch sử kỳ nghỉ Tết. Nói cho vui như vậy, tại vì những ngày qua thì cái tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 quá phức tạp, cho nên là Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh cũng như là chính phủ đã yêu cầu các trường cho nghỉ học. Đến hôm nay thì dịch cơ bản đã được khống chế, học sinh đã được đi học đây. Nhưng mọi người thấy là trường trung học cơ sở Trần Văn Rơ, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thì trường đã cho có lớp 9 đi học lại rồi. Và nãy giờ thì cái công tác mà kiểm soát học sinh, đo thân nhiệt, sát khuẩn, giãn cách xã hội rất là tốt. Trường có làm những cái vạch đỏ như thế này để chia những cái khoảng cách an toàn cho học sinh, tránh tiếp xúc gần. Và ai đa số thì các học sinh đều đeo khẩu trang tự giác, nếu mà không đeo thì trường sẽ không cho vào. Thì cách làm này là cái cách làm mà Việt Nam đang áp dụng hiệu quả trong suốt 3 tháng qua khi mà dịch bệnh bùng phát. Bây giờ em sẽ phỏng vấn một số học sinh xem cái tâm lý của các bạn như thế nào. Chào em. Em có thể cho anh hỏi một vài câu được không? Kiểu như hôm nay là mình đi học lại thì cảm giác của mình như thế nào? Rồi lâu rồi chưa đi học lại nên cảm thấy rất là sợ, khá là... Em có thể nói lớn lớn cho mọi người nghe được không? Kiểu như cái tâm lý của mình bây giờ khi mà đi học lại nó háo hức như thế nào á? Vậy kiểu như vừa háo hức mà vừa nó lạ lắm á. Cho nên ai cũng kiểu như là muốn cho mình cảm giác cách rất là thoải mái khi đi học á. À, bạn Hoàng Long lớp 9A8 ha? Dạ, Bảo Long. Bảo Long, dạ, Bảo Long. Thì hôm nay mình đi học, cái ngày hôm nay là các thầy cô phổ biến cho mình là những cái biện pháp bảo vệ như thế nào rồi? Em cũng chưa biết nữa, tại vì em chưa có nữa. Nhưng mà mới đầu vào thì thầy cô đã chuẩn bị khẩu trang và cho những người mà đeo khẩu trang như em. Và chuẩn bị nước rửa tay rồi máy đo nhiệt kế gì đó,
em thấy nhà trường đang rất là đang hoạt động rất là tốt là cái việc mà phòng chống dịch corona như thế này. Em không có đeo khẩu trang, nhà trường phát hả? Dạ, thật ra lúc đầu em đi đi học em cũng quên khẩu trang á, cho nên thầy cô đã đưa cho em một bịch khẩu trang. Rồi cảm ơn em, cảm ơn Long nha, chúc Long học tốt nha. Chào em, hôm nay là cái ngày đầu tiên học sinh được đi học lại sau cái nghỉ nghỉ có thể là coi là dài nhất lịch sử kỳ nghỉ Tết luôn đó. Thì mình có cảm giác như thế nào, mình có háo hức gặp bạn bè không? Dạ có, nghĩ em rất là thích mong vô trường tại vì nghỉ 3 tháng rồi. Không nhớ là mình bị mất ký ức hay là nhiều, dù có học online nhưng mà không có hiệu quả lắm. Với lại lâu quá không được gặp bạn. Ở nhà là mình những cái ngày nghỉ vừa qua mình làm cái việc gì để mà cho cái thời gian rảnh nó bớt được cái sự chán buồn chán á? Dạ ở nhà em hay vẽ tranh rồi chơi game, coi tivi, học những cái trên online trên tivi có chiếu. Rồi học online trong trường là mình học như thế nào? Dạ trường em là cả trường cả khối đều dạy chương trình Zoom. Thì cứ hai lớp là một giáo viên dạy một giờ, cứ tiết theo tiết từ sáng đến chiều vậy. Hôm nay đi học thì các thầy cô có hướng dẫn cho mình cái cách bảo vệ sức khỏe như thế nào không? Dạ có, em nghĩ là xếp ghế như thế này là đang chuẩn bị để thông báo với mọi người cách chống dịch. Cái lúc mà em vào cổng thì các thầy cô đã làm những cái cách nào để cho mình có thể giữ được cái an toàn với lại khoảng cách cho với các bạn á? Dạ thì trong lớp là lớp em sẽ chia làm hai. Khi trước khi vào trường mình sẽ có ghe sát khuẩn với lại đo thân nhiệt để đảm bảo. Hôm nay em đi học thì em có cái hy vọng gì nhất trong cái ngày đầu tiên này? Em hy vọng là thứ nhất là em sẽ được gặp bạn, thứ hai là em sẽ được nghe những cách để phòng chống tốt nhất cho em, tại vì đi học rất là đông, phải bảo vệ tốt cho bản thân. Em tên là Ngân Hà ha, lớp 9A9. Như vừa thấy thì cái không khí chuẩn bị vào lớp cái ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết cực kỳ dài suốt 3 tháng trời của thầy trò trường trung học cơ sở Trần Văn Vân quận nhất thành phố Hồ Chí Minh diễn ra rất khẩn trương, tuy nhiên kỹ càng trong cái việc kiểm soát tình hình dịch bệnh. Ví dụ như là yêu cầu toàn bộ học sinh đeo khẩu trang, nếu không có khẩu trang thì trường sẽ cấp phát. Như các bạn Bảo Long lớp 9A8 hồi nãy để quên khẩu trang ở nhà. Và thứ hai là đo thân nhiệt, thứ ba là sát khuẩn bằng tay ngay khi vào trường. Các bạn học sinh bây giờ rất là háo hức. Đây mọi người nha, những cái ghế thì được chia theo các vạch đỏ đây, được đặt theo các vạch đỏ để giữ cái khoảng cách tối thiểu là 2 mét. Cái này thì chắc là chưa tới 2 mét đâu, tuy nhiên là với một cái số lượng học sinh đông như vậy thì trường đã rất cố gắng trong cái việc giữ khoảng cách rồi ạ. Bắt đầu cái buổi chào cờ thứ hai rồi mọi người ơi. Lớp 96. Vị trí của lớp 95 số hàng ghế bắt đầu bỏ trống phía dưới rất là nhiều. Như thế này. Các hàng ghế phía trên lớp 93. Các hàng ghế phía trên lớp 93. Cho nên là ngoài nắng cũng là một biện pháp để chúng ta chống lại cái coronavirus.
chúng ta sẽ ngồi trong thời gian ngắn thôi. Đã lâu lắm rồi chúng ta đang ở trong nhà, chúng ta không có được ra ngoài nắng rồi. Cho nên coi như là ngày hôm nay chúng ta tận hưởng ánh nắng mặt trời. Và chúng ta sẽ bù đắp vitamin cho chúng ta trong những ngày mà chúng ta thiếu thốn vitamin, chúng ta phải cách ly ở trong nhà. Đúng không? Rồi tất cả chú ý nào. Đấy. Yeah. Ta không thấy từ thanh niên mở lớp 92, 91 là chúng ta cũng có lòng quay lên với số lớp 91. Đấy. Rồi, mời lên trên đây, hội xuống. Rồi, chú pháo nắng một chút cho con nha. Chúng ta sẽ tranh thủ rất là ngắn thôi. Ngồi xuống lại nói chuyện rồi. Một số bạn ở phía sau đứng đó, chúng ta di chuyển sang ở phía giữa sân, có ghế ngồi, chúng ta ngồi tạm nào. Ở vị trí của lớp 9A10, di chuyển sang bớt vị trí của 9A5, 9A6, chúng ta có ghế đó. Các con ngồi nè. Đây. Chúng ta đo thân nhiệt cũng như là sát khuẩn trước khi vào lớp. Điều thứ hai, đó là các em nào mà chúng ta bị sốt thì chúng ta giữ cho bản thân cũng như là giữ cho cộng đồng, chúng ta sẽ không đi học và sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm. Thứ ba là các em chuẩn bị chai nước cá nhân để chúng ta sử dụng trong buổi học. Trong 2 tuần đầu thì chúng ta sẽ chia đôi lớp, một nửa sẽ học buổi sáng và một nửa sẽ học buổi chiều. Đó, do đó là tuần đầu thì chúng nhà trường sẽ chia theo cái thứ tự từ trên xuống. Nhưng sau đó nếu mà các lớp của các em mà sinh hoạt và chúng ta sẽ có cái phân công cho nó hợp lý, cho nó chủ động theo từng lớp. Ủy ban nhân dân thành phố và sở giáo dục cũng sẽ phát cho các em, mỗi em học sinh là 9 khẩu trang mặt vải. Gấp đôi khi chúng ta chia lớp thì đều tăng gấp đôi thời lượng giảng dạy. Rồi phải giảm. Để qua cái lớp khẩu trang thì rất là mất sức. Do đó là cô mong các em thật sự tập trung trong giờ học, không nói chuyện, và tập trung để chúng ta lĩnh hội tốt nhất cái kiến thức của mình. Thì một lần nữa cô cũng chào mừng sự trở lại trường của tất cả các em học sinh, cũng như là chúng ta cố gắng cùng nhau vượt qua cái thời gian khó khăn này. Và bây giờ xin mời cô hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.